Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Thì như em có chia sẻ là nếu anh chị mua nhà nhưng mà không có thể đi được cái first work với builder là để đi kiểm tra nhà rồi mình dán những cái băng keo như thế này. Để những cái chỗ nào mà có lỗi á, thì em đều có thể giúp anh chị làm được luôn. Thì hôm nay á, là Vi đang ở tại thành phố Richmond đi kiểm tra hai căn nhà cho khách luôn sáng nay. Và cái khu này á, cái điểm đặc biệt á, là thuế rất là rẻ luôn, thuế chỉ có 2.3 chưa xin giảm. Thì có rất là nhiều anh chị em quan tâm về một căn nhà mà thuế rẻ và đi khu Bel Air không có xa. Thì cái khu này đi khu Bel Air cỡ tầm 30 phút thôi. Và ở phía trước á, từ đây đi ra đó chưa tới 5 phút nữa có commercial ở phía ngoài rất là nhiều. Có chợ Walmart nè, rồi nhà hàng, đồ ăn thực phẩm, rồi những cái tiện ích xung quanh. Thì ở đây đi lại rất là thuận tiện. Và đi khu Bel Air Việt Nam thì cỡ tầm 30 phút. Thuế rẻ, thuế chỉ có 2.3 chưa xin giảm và tiền hát xoay ở đây là 625 đồng một năm. Không có hồ bơi, không có chỗ chơi cho con nít gì hết, nhưng mà cái khu này không có nhiều nhà, cỡ tầm 150 căn nhà thôi. Thì cái khu này là Vi đã giới thiệu cách đây cỡ tầm 5 tháng trước. Thì lúc đó là họ cũng mới mở ra, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Vi thấy họ bán rất là nhiều nhưng mà còn nhà nữa. Thì bây giờ sau 5 tháng thì những căn nhà đã xây xong và hoàn thiện hơn. Thì sẵn đây Vi đi cái first work cho khách và sẵn tiện chia sẻ những mẫu nhà ở đây đến với anh chị em luôn. Tại vì có rất là nhiều anh chị em đến đây chỉ thấy cái mẫu model home, thì thấy nhà mẫu thì muốn mua giống nhà mẫu, nhưng mà trong khi đó cái hãng họ có tới 6-7 mẫu khác nhau, thì tại sao mình không có coi những cái mẫu khác coi thử mình có thích không, mình có thể mua chứ không có nhất thiết là phải mua nhà mẫu. Thì sẵn tiện nhân cái dịp xuống đây để kiểm tra nhà cho khách thì Vi muốn chia sẻ những mẫu khác của cái hãng này đến với anh chị em. Nhưng mà cái khu này á, là họ cho mình hết tất cả đầy đủ, giống như là anh chị mua một căn nhà có thể dọn vào ở hoặc là cho thuê ngay luôn. Thì họ cho mình tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, màn cửa, garage winner, hệ thống tưới cỏ, máng xối, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, anh chị đem quần áo vào ở hoặc là có thể mua cho thuê liền luôn, không có cần phải bỏ thêm máng xối hay là hệ thống tưới cỏ gì hết, rất là thuận tiện. Và hãng Meritage thì họ xây rất là chất lượng. Thì Vi sẽ chia sẻ thêm trong cái video là những cái gì họ làm khác so với những cái builder khác để anh chị tham khảo và chia sẻ những mẫu nhà ở đây. Thì anh chị hãy cùng nhau đón xem video này nha. Và nếu anh chị em nào muốn mua một căn nhà để ở hoặc là cho thuê trong khu này á, thì họ còn rất là nhiều nhà. Mình có thể mua ở hoặc là đầu tư cho thuê cũng được, anh chị cứ gọi cho em. Thuế là 2.3 chưa xin giảm và tiền hát xoay là 625 đồng một năm. Giá cả rất là tốt luôn, mình có thể mua ở hoặc đầu tư cũng được, anh chị cứ gọi cho em nha. Những khu vực nào xung quanh Houston và thành phố lân cận thì em đều có thể giúp anh chị mua bán được hết, chứ không phải những cái căn nhà em video không đâu. Anh chị muốn mua nhà mới, nhà cũ, commercial, thuê mướn xung quanh Houston và thành phố lân cận thì em đều có thể giúp anh chị được luôn, cứ gọi cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Xung quanh đây là chưa ai dọn vào luôn. Thì có thể cuối tháng này là sẽ có người dọn vào. Và những căn ở trước mặt Vi thì có nhiều căn cũng bán và còn nhiều căn cũng còn. Thì để chia sẻ cái mẫu đầu tiên, thì cái mẫu Vi chuẩn bị chia sẻ với anh chị có tên là Preston. Để Vi quay lại cho. Ở đây có nhà lầu, nhà trệt đủ kiểu hết á. Nhưng mà mình sẽ coi hết luôn để mình có thể lựa chọn. Đó. Cái căn này á có tên gọi là Preston, gần 2.000 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Và cái giá hiện tại là cỡ trên dưới 360.000. Và nhà ở đây là họ xây 3 mặt gạch hết luôn, máng xối, hệ thống tưới cỏ, garage winner, cửa màn đầy đủ, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh luôn. Đó, mình vào trong mình xem đi. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Và cửa trước á, là họ cho mình cái smart lock giống như thế này luôn, rất là tiện ích. Bây giờ mình không có cần phải dùng chìa khóa nữa, mình chỉ cần bấm số thôi là mình đi vào. Và cửa nhà thì họ cũng chọn những cái cửa đẹp, có kiếm luôn. Đó. Và mở cửa ra cái đường đi vào cũng rộng rãi nè. Nhà của hãng Meritage là rất là tiết kiệm điện. Đây, mở cửa ra phía bên tay phải của Vi á là mình có được cái phòng ngủ đầu tiên ở phía trước ngay đây. Đây là một phòng đầu tiên. Thì như Vi có chia sẻ là hôm nay đi blue tape cho khách á, thì cũng kiếm được nhiều chỗ giáp tường không có đẹp.
thì dán lại. Rồi bên đây á là cái nhà tắm. Nhà tắm này á là cho cái phòng đầu tiên và phòng kế bên, là hai phòng có thể sử dụng. Rồi mình đi xuống một chút nữa, phía bên tay trái á là mình sẽ có chỗ đậu xe bên đây. Là họ cho mình gara opener nè, hệ thống tưới cỏ á, và cái máy nước nóng á là cũng loại nhỏ luôn. Cái hãng này là họ dùng cái máy nước nóng loại nhỏ, và cái này là họ chuẩn bị bỏ lên nè, bỏ cái miếng này che lên. Khi mà họ giao nhà thì một cái nhà hoàn chỉnh. Đây là cái máy nước nóng. Đó, tankless luôn. Rất là hiện đại. Rồi, từ cái gara đi vô là mình có được một cái phòng tắm ở đây nữa. Và cái phòng tắm này á là sử dụng cho cái phòng kế bên đây. Thì nếu anh chị em nào mà có ba mẹ lớn tuổi ở chung á, hoặc là nhà đông người, thì căn này là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Và mỗi phòng á, cái diện tích rất là rộng rãi chứ không có nhỏ đâu. Cái này chắc cỡ tầm nhìn cũng giống như là 12-12 đó, cũng lớn cái phòng này. Rồi cái chỗ này là đi lên cái attic ở trên. Và cái hãng này á, là họ dùng cái spray foam, nên mình rất là tiết kiệm. Ồ, nặng quá không mở được. Rất là tiết kiệm điện. Họ spray foam hết trên trần nhà luôn. Đó, rồi đi qua đây là mình có cái chỗ bỏ đồ ở đây. Rồi bên này là cái chỗ giặt sấy. Đó. Cái phòng giặt sấy này thì rộng rãi, mình có thể bỏ thêm được chổi hoặc là đồ lau nhà. Và cái máy mà họ cho mình á cũng là cái máy lớn chứ không phải nhỏ đâu, hiệu Whirlpool. Đó. Cái máy giặt này, ở trong thì mình giặt được nhiều đồ lắm. Vì không có thích cái loại máy giặt mà có cái cục ở giữa đó, nó bị chật, còn cái này là rất là rộng rãi. Đó. Rồi bên đây là cái máy sấy. Đó, không được bự. Rồi. Máy giặt, máy sấy. Rồi sàn nhà đó. Thì cái hãng này là họ chọn sẵn hết rồi, mình không có chọn lựa gì hết. Nhưng mà họ cho mình biết là mỗi căn nhà họ xây là màu sắc cái gì cái gì. Thì cái căn này á, cái package của căn này á là cái sàn nhà vinyl màu này, rồi cái tủ màu trắng, rồi cái countertop á là bằng granite màu này, và cái backsplash là màu này. Đó, họ chọn sẵn hết rồi, nguyên một cái package luôn. Nhưng mà cái màu sắc họ chọn thì nó đi chung. Rồi ở đây á là mình được hai sinh, nhưng mà có luôn cái đồ lọc nước. Đó, khi mà mình dọn về đó, mình gọi cái số này thì họ sẽ tới, họ cho mình một cái đồ lọc nước phi, và họ sẽ muốn bán cho mình cái hệ thống lọc nước hết nhà luôn. Nhưng mà mình không có cần phải mua đâu, mình chỉ cần lấy cái đồ lọc phi thôi. Đó. Rồi cũng có nhiều anh chị sẽ hỏi là ồ cái này là cái gì. À, mình mà để hướng này là sai nha. Anh chị phải để cái lỗ này nè, ngay cái hướng bên này nè, cái lỗ này nè, là ngay cái hướng chỗ cái sinh. Thì khi mà mình rửa chén á, mà nó bị nghẹt hay gì đó, thì nó có sợi nước sẽ chảy ra đây. Còn nếu mà anh chị để cái lỗ hướng này á, thì nước sẽ chảy ngược lại đây, thì nó tràn đầy nhà luôn. Đó. Rồi mình có microwave. Rồi cái lò nấu cũng stainless steel luôn. Tủ là 42 inch, có gắn hardware hết cho mình nè. Rồi đây là cái tủ lạnh. Tủ lạnh máy giặt máy sấy là hiệu Whirlpool. Đó. Rộng rãi. Bên này thì ngăn đông lạnh. Rồi bên này là ngăn mát. Rồi ở đây là mình có cái pantry ngay đây. Rồi, cái máy rửa chén của mình. Rồi chỗ này không gian á thì mình để cái bàn ăn. Rồi bên này là cái phòng khách của mình nè. Đó, phòng khách thì họ cũng cho mình cái quạt luôn.
Thì hãng này Vi thấy phòng khách thì họ trao quạt, còn phòng ngủ là không có. Thì nếu anh chị em mua về muốn gắn quạt á, thì mình mua quạt kêu người tới, tại vì họ chạy dây hết rồi. Đó, không gian rộng rãi và nhiều cửa sổ, nó rất là sáng. Và cái đường đi vào trong nhà này đó. Rồi mình đi qua hướng bên này là mình có cái phòng master. Đây, phòng master của mình thì mình để cái giường bên này, rồi chỗ kia mình có thể bỏ ghế ngồi đọc sách cũng được. Rồi bên này á là mình có cái nhà tắm, hai sinh. Tủ là gắn hardware hết nhà luôn. Rồi tắm nằm, tắm đứng. Đó, có cửa sổ giả nữa. Và cái bồn này Vi thấy rất là bự nè. Đó, anh chị em nào mà thích tắm nằm á, thì cái bồn này bự lắm. Rồi bên này là mình có cái toilet nè. Và cái walk-in closet. Đó. Nhà này là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 2.000 square feet, cỡ tầm 360.000. Và nhà nào họ cũng xây patio hết. Đây, mình đi ra phía sau mình coi patio. Và nhà ở đây là 3 mặt gạch. Đó, anh chị em nào mà thích nhà gạch đó, thì nhà ở đây là 3 mặt gạch nha. Căn này là khách của Vi mua rồi, nhưng mà nếu anh chị thích căn giống như vậy á, mình cũng có thể mua được luôn. Cứ liên lạc với em, rồi em sẽ chia sẻ thêm. Thì Vi đi cái first walk cho khách á, thì Vi cũng có hỏi rõ với cái người construction là nếu mà khách của Vi dọn vào mà có vấn đề gì thì họ có sửa không, thì dĩ nhiên là họ sẽ sửa cho mình. Thì cái hãng Meritus này á, là sau 3 tháng mà anh chị dọn vào thì họ sẽ liên lạc với mình để xem coi thử là nhà mình cần sửa chữa cái gì không. Và trong vòng 1 năm á, họ sẽ sửa hết cho mình từ trong ra ngoài luôn. Giống như là cái sàn nhà của mình á, nó bị hở keo, tại vì cái sàn này là sàn vinyl, nó bị hở keo á, thì họ sẽ làm lại cho mình. Rồi nếu mà cái trần nhà của mình mà bị nứt là tại vì nóng lạnh á, thì nó sẽ bị nứt, thì họ cũng sẽ làm lại cho mình luôn. Thì tất cả từ trong ra ngoài á, là họ sẽ bảo hành cho mình hết là 1 năm. Còn ở trong vách tường á, là ống điện, ống nước là 2 năm. Rồi cái foundation với lại cái structure của căn nhà là 10 năm. Thì anh chị mua nhà mới rất là yên tâm. Tại vì khi mà em đi cái work này á, thì dĩ nhiên cũng sẽ thiếu sót, chứ không có thể nào mà kiếm được hết đâu. Tại vì mặc dù anh chị đi cũng sẽ thiếu sót luôn. Giống như là mình đi ra đi vào mình sẽ thấy những cái khác nhau, nhưng mà tại vì mua nhà mới họ sẽ bảo hành hết cho mình, nên anh chị cũng yên tâm, đừng có lo. Nếu mà anh chị không có đi cái first work được thì em có thể làm cho anh chị được luôn. Thì căn nhà đầu tiên mình xem là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 2.000 square feet. Và cái giá này là cỡ tầm trên dưới 360.000. Trên dưới 360.000 là tại vì Vi nói là tại vì nhiều khi sau này anh chị 3-4 tháng sau anh chị mới xem cái video này thì cái giá nó thay đổi, nên tùy theo thời điểm thôi giá cả thay đổi. Nhưng mà anh chị cứ liên lạc với em để em giúp anh chị mua được cái giá tốt nhất nha. Bây giờ mình hãy cùng nhau đi xem cái mẫu khác trong cái khu này luôn. Anh chị đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em nha.